Chào mừng các bạn đến với như đã hứa thì mình sẽ làm cái vlog cho mọi người xem. Bây giờ thì sẽ đến lúc trả lời câu hỏi, mọi người đừng để ý nút bạc nha, mình không có khoe đâu, kiểu để vậy thôi. Ok, đến với câu hỏi xin là sao anh đẹp trai thế? Anh có phải là fan của NTN không anh? Anh có Weibo không? Không em nghĩ sao mà anh lại là Weibo vậy? Không thể nào là Weibo được, em hiểu không? Anh không thể nào mà là Weibo được. Em nghe anh giải thích đã, tất cả chỉ là một sự trùng hợp thôi. Ok, anh hãy làm một cái thử thách là kêu một bạn trong server Discord của anh nói câu đùa đi. Alo, bây giờ em hãy nói một câu đùa đi. Câu đùa đúng không? Đùa nha. Tại sao con gà không qua đường? Tại sao vậy? Vì nó mất ẻ. Đùa rất vui, bạn đã bị ban cho server.